Chào các con học sinh lớp 5. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích. Chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1. Viết trang 21, lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo. Đề bài: viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật. Bài làm: trước tiên, cô giáo có dàn ý cho bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật. 1. Mở bài: hóa thân thành nhân vật thỏ con để giới thiệu bản thân. Tôi là thỏ con, tôi sống ở trong rừng. Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện đáng nhớ về tôi và hai người bạn thân của mình, dê con, hươu. 2. Thân bài: kể lại diễn biến câu chuyện. Mùa đông, trời rét như cắt da cắt thịt. Mùa này, thức ăn rất khan hiếm. Tôi may mắn tìm được hai củ cải trắng. Dù rất đói, nhưng nghĩ đến bạn dê con, sợ bạn không có gì ăn, tôi mang cho dê một củ. Thấy không có ai ở nhà, tôi để trên bàn. Sau khi ngủ một giấc thật say, thật kỳ lạ, tôi thấy trên bàn mình có một củ cải trắng. Chắc là có ai đó đem tặng tôi. Tôi bèn gọi hươu và dê cùng đến ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện, tôi mới biết được sự thật. Hóa ra củ cải này là của tôi cho dê. Sau đó dê lại cho hươu, hươu lại mang đến cho tôi. 3. Kết bài: nêu kết thúc của câu chuyện dưới góc nhìn của nhân vật thỏ con. Cả ba chúng tôi đều rưng rưng xúc động. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, sẽ luôn yêu thương nhau. Tiếp theo, cô đọc cho các con nghe dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là đồ vật. 1. Mở bài: hóa thân thành nhân vật thước kẻ để giới thiệu bản thân. Tôi là thước kẻ. Tôi và cây viết vốn là hai người bạn thân thiết. Hàng ngày chúng tôi giúp đỡ cậu học trò hoàn thành bài vở. Nhưng đôi lúc cũng nảy sinh những mâu thuẫn nhỏ. 2. Thân bài: kể lại diễn biến câu chuyện. Một hôm, cây viết nhìn tôi và nói: này, thước kẻ, cậu chẳng có ích gì cả. Cậu chỉ nằm y ra đó, chẳng giúp được gì cho tớ. Cậu nhìn tớ xem, ngày nào tớ cũng được cậu học trò cầm trên tay, vẽ nên những trang vở đẹp đẽ. Còn cậu chẳng ai thèm đoái hoài đến. Tôi nghe vậy rất buồn. Tôi im lặng, lặng lẽ quan sát cây viết mải mê từng nét chữ. Cậu học trò đã hoàn thành bài, cậu cất cây viết vào hộp bút, rồi lại lấy tôi ra để kẻ lề trang vở. Cây viết ngượng ngùng, xin lỗi tôi, nếu không có bạn giúp mình kẻ lề, những dòng chữ của mình sẽ trở nên lộn xộn và mất trật tự. 3. Kết bài: nêu kết thúc của câu chuyện. Chúng tôi nắm tay nhau hát vang bài ca kết đoàn. Chúng ta cần phối hợp ăn ý với nhau để tạo nên những trang vở hoàn chỉnh và đẹp mắt. Vừa rồi, cô giáo đã đọc cho các con nghe dàn ý viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật. Đến đây là hết rồi. Cô chào các con.